Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Theo tin tức từ Hoa Kỳ, sắp tới đây vào lúc 1 giờ chiều ngày 6 tây tháng Giêng 2021 thì sẽ có cuộc tuyên bố ai là người thắng cử với những phiếu cử tri đoàn. Tuy nhiên, tin giờ chót cho biết rằng phía Tổng thống Donald Trump sẽ sử dụng một cái gọi là lá bài Mike Pence, tức là sẽ dựa vào Phó Tổng thống Mike Pence để mà đứng ra tuyên bố bác bỏ kết quả của 6 tiểu bang vì lý do là đã có gian lận. Thì chúng ta biết rằng hiện nay thì đang có một vụ kiện xuất phát từ Texas và kiện ông Mike Pence và yêu cầu là luật của Liên bang Hoa Kỳ, tức là nhờ chánh án Jeremy Kennedy, là sẽ tuyên bố rằng ông Mike Pence có đầy đủ thẩm quyền để mà lật kèo, thưa quý vị. Thì tin mới nhất cho biết dường như là Phó Tổng thống Mike Pence đã lật kèo Tổng thống Donald Trump, và ông đã nhờ lễ mà trả lời về cái vụ kiện tại tiểu bang Texas. Xin thưa là cái vụ kiện này là nói về đạo luật gọi là Electoral Count Act năm 1887 là vi hiến. Có thể nói rằng bên phía luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ đại diện cho ông Phó Tổng thống Donald Trump và đã điền đơn vào ngày thứ Năm hôm qua. Và được biết là cái vụ kiện là do Hạ viện Hạ nghị sĩ Texas Louis Gomez và các thành viên đảng Cộng hòa khác, và họ tranh cãi rằng cái đạo luật mà tôi vừa nhắc tới năm 1887, Electoral Count Act, tức là đạo luật là cho phép Phó Tổng thống đương kim đứng lên xác nhận và công nhận kết quả bầu cử, thì họ nói rằng cái điều luật đó của hiến pháp là vi hiến, và họ nói rằng là họ muốn đổi lại để mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ có toàn quyền để mà quyết định những cái lá phiếu của đại cử tri, thưa quý vị. Nhưng mà luật sư của ông Mike Pence thì nói rằng cái đơn kiện đó là hoàn toàn sai, chỉ nên kiện về Quốc hội mà không nên kiện về Phó Tổng thống Mike Pence. Ông nói rằng ông không phải là bị cáo mà nên bỏ tên ông ra, thưa quý vị. Và cái phía luật sư của ông Mike Pence đã điền đơn và yêu cầu bác bỏ cái vụ kiện này. Và trong cái phần phản biện, họ có tới 14 trang, và họ nói rằng là phải kiện Quốc hội mà không nên kiện ông Phó Tổng thống Mike Pence. Thì xin thưa, đây là quà tặng, không phải là hối lộ. Xin thưa nói rõ là đây là quà tặng đặc biệt của văn phòng Tổng thống Donald Trump. Xin chúc cho những nỗ lực cuối cùng của những người theo Tổng thống Donald Trump, thường được gọi là Trumpers, thì trong cuối tuần này họ cũng đã tổ chức những cái buổi biểu dương lực lượng để cho tập hợp vào ngày 6 tây tháng Giêng tới đây. Đây là cái gói quà rất đặc biệt là Air Force One. Sẽ có nhiều người thắc mắc check and close có một cái chi phiếu nữa, thưa quý vị.
chúng tôi xin chụp cận cảnh cho quý vị để quý vị có thể thấy được. Được biết cái này nó làm bằng vàng thưa quý vị, rất đặc biệt của phủ tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà cũng xin cáo lỗi với quý vị khán thính giả là chúng tôi quá bận cho nên là cũng chưa có thời gian để làm, và hôm nay là ngày cuối cùng nên chúng tôi muốn làm để trình chiếu cho quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.